được gặp lại các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ về cách xin visa Mỹ du lịch và cách trả lời phỏng vấn tốt hơn để cho các bạn đạt được visa khi phỏng vấn lần đầu. Trước đây mình đạt được visa Mỹ 2 lần, một lần là được 1 năm. Và bây giờ mình xin chia sẻ sơ qua về cách lần trước mình xin và cách trả lời phỏng vấn của mình như thế nào để đạt được visa này. Và sau đó mình sẽ nói về những thông tin chi tiết, những giấy tờ cần thiết để cho các bạn chuẩn bị. Và ở phần cuối của video này, mình sẽ để một trang thông tin chi tiết để cho các bạn có thể vào đó xem mà mình có thể tự xin visa, không cần phải đi ra ngoài dịch vụ nhờ người ta làm. Lần đầu tiên mình xin visa Mỹ, lúc đó là mình đã mua tour của công ty du lịch và mình đã gửi tất cả các giấy tờ cho công ty đó và họ đã làm hồ sơ cho mình. Và đến ngày phỏng vấn là mình lên phỏng vấn. Lúc phỏng vấn là mình gặp anh người Mỹ da trắng. Anh ta phỏng vấn mình, anh ta hỏi mình chỉ có 3 câu thôi hà. Anh ta hỏi là mục đích đi Mỹ là gì và đi đâu và ở bao lâu. Và lúc đó mình đã trả lời là mình đã mua tour của công ty tên đó và lịch trình đi đâu và ở bao lâu. Nói chung là mình mua của công ty nào và lịch trình đi như thế nào thì mình trả lời y chang cho anh ta như vậy. Thì lúc đó anh ta mới nói là chúc mừng bạn đã đậu visa. Và lần hai mình xin visa lại, họ đã cấp lại cho mình bình thường vì trước đó mình không có làm điều gì sai trái. Chính vì vậy họ mới cấp lại cho mình lần hai. Và bây giờ mình sẽ nói về những thông tin quan trọng và những giấy tờ cần thiết dành cho những bạn sẽ khai là không có quen biết ai ở bên Mỹ trước. Và sau đó mình sẽ nói về dành cho những bạn sẽ khai là mình có người quen người thân ở bên Mỹ sao. Những bạn không có quen biết ai ở bên Mỹ, nếu các bạn muốn cơ hội đậu visa của mình được nhiều hơn là các bạn nên đi du lịch nhiều nước, đi từ nước dễ tới nước khó, như là đi vài nước châu Á không cần xin visa, vài nước châu Á phải có visa như là Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc. Và quan trọng hơn là các bạn phải nên đi vài nước châu Âu và mình có điều kiện thì mình nên đi nhiều nước khác nữa. Nói chung là về lịch sử đi du lịch của các bạn đã nhiều rồi thì lúc đó cơ hội đậu visa của các bạn sẽ được nhiều hơn nha. Và bây giờ mình sẽ nói về dành cho những bạn sẽ khai là có người quen người thân ở bên Mỹ bảo lãnh. Nếu các bạn muốn cơ hội đậu visa của mình được nhiều hơn thì các bạn cũng phải nên đi du lịch nhiều nước và về tài chính cũng phải có nhiều và về tài sản cũng phải có nhiều. Và quan trọng hơn là người bảo lãnh các bạn về công việc họ làm mức lương có cao hay không và 1-2 năm gần đây họ có đóng thuế đầy đủ hay không và về tài chính có nhiều hay không và về tài sản có sở hữu nhiều tài sản giá trị cao hay không nữa. Và quan trọng hơn là trước đây họ có làm những điều gì sai trái phạm pháp hay là mắc nợ, phá sản. Nói chung là những thông tin mình vừa nói xong thì nếu các bạn và người bảo trợ các bạn mọi thứ đều tốt hết thì lúc đó cơ hội đậu visa của các bạn sẽ được nhiều hơn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ nói về những giấy tờ cần thiết và cách xin visa dành cho những bạn không có biết tiếng Anh trước. Và sau đó mình sẽ nói về dành cho những bạn biết tiếng Anh sau. Những bạn không có biết tiếng Anh là mình nên đi ra ngoài công ty du lịch, mình nhờ người ta làm cho mình. Nhưng lúc đó các bạn nên đi tham khảo vài công ty. Tại vì mình thấy thường thường công ty lớn họ sẽ tính phí cao hơn là công ty nhỏ, nhưng họ nhận hồ sơ cũng giống nhau thôi. Cho nên các bạn phải nên đi tham khảo vài công ty rồi sau đó mình hãy quyết định làm nha. Và những giấy tờ chuẩn bị như là hai tấm hình 5 năm, hộ chiếu là phải còn thời hạn 6 tháng và còn hai trang trống. Nếu các bạn còn không đủ là các bạn nên đi làm lại hộ chiếu mới. Lúc làm lại hộ chiếu mới là các bạn xin giữ lại hộ chiếu cũ nha. Tại vì nó rất là quan trọng cho những lần sau mình xin visa của nhiều nước khác là người ta sẽ yêu cầu mình cho xem hộ chiếu cũ. Cho nên các bạn phải nhớ mà giữ lại hộ chiếu cũ nha. Và thêm nữa là về công việc, những bạn nào đang đi làm thuê là các bạn phải có hợp đồng lao động, giấy xác nhận 3 tháng lương gần nhất. Còn những bạn nào mà mình không có đi làm cho ai hết là bắt buộc
các bạn phải có tài sản đang cho thuê, giá trị cho thuê là cũng phải từ 15 triệu trở lên và phải có hợp đồng công chứng nữa nha. Và về tài chính là mình phải có ít nhất là 200 triệu ở trong sổ tiết kiệm. Và về tài sản là mình cũng phải sở hữu một hai căn nhà hay hoặc là nhiều tài sản khác có giá trị cao nữa. Và những bạn nào mà mình đang làm chủ sở hữu kinh doanh hộ cá thể hay hoặc là công ty doanh nghiệp lớn đó, là mình cũng phải có giấy phép kinh doanh và giấy xác nhận đóng thuế 3 tháng gần nhất của công ty mình. Và thêm nữa, những bạn mà học sinh sinh viên là mình phải có thẻ học sinh sinh viên, và về tài chính là phải có người thân, người quen bảo trợ. Và những bé nhỏ là mình phải đi chung với ba mẹ để cho ba mẹ bảo trợ nha. Và những cô chú bác mà lớn tuổi là mình đã nghỉ hưu rồi thì mình phải có giấy xác nhận nghỉ hưu hay hoặc là giấy xác nhận nhận lương hưu nếu có. Và mình cũng phải có về tài sản và tài chính nữa. Và những giấy tờ mình vừa nói xong đó là các bạn nên chuẩn bị hết để đến ngày phỏng vấn là mình đem theo. Lúc đó người ta sẽ xem hay không nữa là còn tùy theo trường hợp của mỗi người và tùy theo người phỏng vấn mình nữa. Nếu mà người ta yêu cầu thì lúc đó các bạn sẽ cho người ta xem nha. Tại vì trước đây mình đã đi phỏng vấn 3 lần rồi, mình cũng có đem theo tất cả các giấy tờ này nhưng mà họ cũng không có xem. Và bây giờ mình sẽ nói dành cho những bạn biết tiếng Anh. Các bạn vào trang web của Đại sứ quán Mỹ, điền đơn DS-160. Sau khi mình điền tất cả các thông tin ở trên đó rồi là mình sẽ in tờ đó ra. Trên đó sẽ có một vạch mã là bao gồm 10 chữ số. Các bạn giữ lại tờ xác nhận đó. Và sau đó mình đi đóng phí là khoảng 160 đô. Và một ngày tiếp theo sau đó nữa là các bạn vào trang web lại để mình chọn ngày phỏng vấn. Và đến ngày phỏng vấn, các bạn nên ăn mặc lịch sự nhã nhặn và đem theo tất cả các giấy tờ quan trọng của bản thân mình và người bảo trợ mình, như là về chứng minh công việc, về tài chính, về tài sản và tất cả các giấy tờ khác quan trọng. Và các bạn nên đến trước 15 phút. Ví dụ như các bạn chọn 10 giờ sáng thì mình nên đến trước 15 phút để qua bên đó ship hàng. Vì ở đó sẽ có nhiều nhân viên, người ta sẽ kiểm tra hồ sơ của mình, rồi người ta mới cho mình vào bên trong theo thứ tự. Lúc các bạn đi phỏng vấn, các bạn nên lưu ý đừng có đem theo túi xách lớn, ba lô lớn hay hoặc là những vật dụng khác mà mình không có cần thiết thì mình đừng có nên đem theo. Tại vì người ta sẽ không có cho mình đem vào bên trong, chỉ có giấy tờ và hồ sơ thì lúc đó người ta mới cho mình đem vào bên trong thôi. Điện thoại cũng không được đem vào bên trong luôn nha các bạn. Cho nên là các bạn phải nên lưu ý. Và lúc mà khi mình đã vào bên trong rồi đó là mình sẽ bước qua một cái cổng kiểm tra an ninh. Và sau đó những vật dụng nào mà người ta không có cho các bạn đem vào bên trong đó là mình được quyền gửi ở nhiều cái hộp ở bên tay trái. Và sau khi các bạn đã gửi đồ ở đó rồi là mình sẽ đi vào bên trong, sẽ có một nhân viên khác, người ta xem hồ sơ của mình. Và sau đó người ta mời mình qua một bên khác, sẽ có một nhân viên khác nữa sẽ xem xét hồ sơ của mình. Và sau đó người ta sẽ mời mình qua một bên khác nữa để lấy dấu vân tay. Nói chung là một khi các bạn đã vào bên trong đó rồi là sẽ có rất là nhiều nhân viên, họ sẽ hướng dẫn mình đi đâu và làm gì hết. Cho nên các bạn cứ yên tâm nha. Và quan trọng hơn là ở trong đó có rất là nhiều camera, cho nên các bạn phải lưu ý những cử chỉ, những hành động của mình ở trong đó, là mình đừng có nói chuyện lớn tiếng hay hoặc là đừng có làm những điều gì đó khác làm phiền những người chung quanh nha. Tại vì sẽ có một ai đó người ta xem ở trên camera và người ta sẽ xem xét về thái độ của mình đó. Cho nên là các bạn phải nên lưu ý. Sau khi các bạn lấy dấu vân tay rồi là sẽ có người mời các bạn ngồi hay hoặc là đi vào trong phỏng vấn luôn. Sẽ còn tùy theo ngày các bạn đến phỏng vấn nữa, ngày đó ít người hay nhiều người nữa. Nếu như mà nhiều người thì mình sẽ ngồi chờ, còn nếu như mà ít người là người ta sẽ cho mình vào bên trong phỏng vấn luôn. Và phỏng vấn ở đó thường thường là mình thấy có 4-5 người nước ngoài để phỏng vấn cho những người đến xin visa.
Và những người nước ngoài này, họ có thể nói được tiếng Việt, và có người nói thì cũng dễ nghe và có người nói thì cũng khó nghe. Cho nên những bạn nào nếu mà tiếng Anh của mình giỏi thì lúc đó mình trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh luôn. Còn những bạn nào mà tiếng Anh của mình chưa có được giỏi là các bạn phải nên phỏng vấn bằng tiếng Việt đi nha. Tại vì để một hồi nữa người ta hỏi mình nhiều câu tiếng Anh đó mà mình hiểu sai rồi mình trả lời sai, rồi lúc đó đó mất công đó là mình không có đậu visa đâu nha các bạn. Cho nên các bạn phải lưu ý nha. Và thường thường mà lúc mà phỏng vấn đó là các bạn phải nên chuẩn bị tất cả các giấy tờ của mình để sẵn, mình sắp xếp theo thứ tự, lúc mà người ta hỏi là mình đưa ra liền, mình vừa trả lời là mình đưa ra liền cho người ta nha các bạn. Tại vì thường thường đó, phỏng vấn visa này đó là người ta chỉ cho mình thời gian từ 3 tới 5 phút thôi. Người ta chỉ hỏi mình có 2-3 câu thôi là họ sẽ hỏi phỏng vấn tới người khác đó. Cho nên các bạn phải lưu ý. Còn những bạn nào mà mình đã khai là có người thân, người quen ở bên Mỹ thì lúc đó người ta sẽ hỏi lâu hơn một chút, có thể là từ 5 tới 10 phút. Cho nên là các bạn cũng phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ hết, một khi người ta hỏi là mình đưa ra liền. Và lúc phỏng vấn đó là các bạn cứ thoải mái, đừng có lo sợ gì hết nha. Tại vì người phỏng vấn mình, người ta sẽ không có nhìn chằm chằm vào mình đâu. Người ta chỉ nhìn ở trên hệ thống máy tính của người ta thôi. Vì trước đây mình đã đi phỏng vấn 3 lần rồi, và lần nào cũng vậy, người ta không có nhìn vào mình. Cho nên là các bạn cứ thoải mái, cứ trả lời một cách tự tin. Và những câu hỏi dành cho những bạn đã khai không có quen biết ai ở bên Mỹ hết, thường thường người ta sẽ hỏi các bạn chỉ có 2-3 câu thôi, như là mục đích đi Mỹ là gì, và đi đâu và ở bao lâu. Thì nếu lúc đó mà các bạn mua tour đó thì mình cứ nói tên của công ty đó và lịch trình đi đâu và ở bao lâu, rồi các bạn đưa ra cái tờ lịch trình đó cho người ta xem. Còn nếu như mà mình muốn đi tự túc đó là các bạn cũng phải có cái tờ lịch trình là mình sẽ đi đâu và mình ở bao lâu, đó là mình cũng phải đưa cho người ta xem luôn. Và nếu mà người ta có hỏi thêm nữa là về thông tin về công việc, về tài sản, về tài chính đó, thì lúc đó các bạn đem sẵn theo các bạn, người ta vừa hỏi là mình đưa ra liền nha các bạn. Tại vì á, thời gian mà người ta phỏng vấn mình á, là thường thường chỉ có 3 tới 5 phút thôi nha các bạn. Cho nên là các bạn phải lưu ý là mình phải trả lời một cách là thành thật, trung thực, và mọi thông tin là phải đều chính xác. Đừng có trả lời gian dối, nói thêm hay nói bớt nữa nha các bạn. Mà các bạn phải trả lời là một cách khôn khéo và phải đúng sự thật nữa. Thì lúc đó cơ hội đậu visa của các bạn sẽ được nhiều hơn nha. Vì bản thân mình trước đây, mình đậu visa Mỹ là chỉ có nhờ là lịch sử đi du lịch của mình đã nhiều rồi. Cho nên lúc đó là mình đậu visa là như vậy. Còn những bạn mà mình đã khai là có người thân, người quen ở bên Mỹ, là lúc phỏng vấn người ta sẽ hỏi nhiều câu hơn. Nhưng mà người ta cũng sẽ hỏi là mục đích đi Mỹ là gì, đi đâu và ở bao lâu. Trước khi các bạn đi phỏng vấn là các bạn cũng phải nên chuẩn bị lịch trình. Nếu như mà mình thăm người thân, người quen, sau đó rồi mình sẽ đi đâu đâu nữa, là các bạn phải lên lịch trình rõ ràng nha. Để lúc mà phỏng vấn người ta hỏi rồi mình sẽ trả lời mọi thứ nó rõ ràng, chi tiết. Nhưng mà các bạn nhớ là mình phải trả lời như là tôi qua thăm người thân, người quen của mình đó, là vào một cái dịp đặc biệt nào đó nha. Để lúc đó, đó người ta sẽ nghĩ mình là mình có một cái lý do đặc biệt quan trọng, mình cần phải đi qua Mỹ để thăm người thân, người quen đó. Thì lúc đó cái cơ hội đậu visa của các bạn mới được là nhiều hơn nha các bạn. Và sau khi các bạn đã trả lời nhiều câu đó rồi thì có thể là người ta sẽ hỏi thêm về những thông tin cá nhân của người bảo trợ mình nữa. Cho nên là các bạn phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ đó, như là thư mời nè, rồi về tài chính, về công việc, về tài sản, là các bạn phải chuẩn bị mọi thứ hết. Lúc mà người ta hỏi là mình đưa ra, mình chứng minh liền cho người ta. Và lúc đó các bạn nhớ là các bạn làm lịch trình của mình đừng có ở lâu quá nha. Các bạn ghi ở chừng 1-2 tuần thôi. Tại vì nếu mà các bạn mà ghi ở lâu hơn đó là người ta sẽ nghi ngờ mình. Mình qua bên đó rồi mình trốn lại, rồi mình đi làm những việc khác bất hợp pháp nữa, thì lúc đó có thể là người ta cũng sẽ không có cấp visa cho các bạn đâu nha. Cho nên là các bạn phải lưu ý, đừng có ghi nhiều quá. Và tất cả các thông tin mình trả lời là phải đều đúng và sự thật về bản thân mình và về người bảo trợ mình nữa.
lúc mà người ta hỏi bất cứ thông tin nào về bản thân mình và người bảo trợ mình thì mình phải có tất cả các giấy tờ để đưa ra chứng minh được là những gì mình đã khai lúc đầu và bây giờ là điều đúng là sự thật, thì lúc đó cơ hội đậu visa của các bạn mới được nhiều hơn nha các bạn. Chứ các bạn đừng có nghĩ là mình đã có người thân, người quen là mình sẽ được đậu visa 100% đâu. Không phải như vậy đâu. Còn tùy theo trường hợp của mỗi người nữa. Nếu như mà bản thân của các bạn về lịch sử đi du lịch đã nhiều nè, về tài chính nhiều, về tài sản cũng có nhiều, và trước đây mình không có làm điều gì sai trái phạm pháp, và người bảo trợ các bạn cũng như vậy, cũng phải là đi làm công việc lương cao, tài chính cũng phải nhiều, tài sản cũng phải nhiều, và trước đó họ không có làm những điều sai trái phạm pháp, phá sản hay là mắc nợ gì đó, thì lúc đó họ mới đầy đủ điều kiện để bảo trợ cho các bạn và cơ hội đậu visa của các bạn sẽ được nhiều hơn nha. Và còn những bạn mà không có quen biết ai hết đó, thì nếu như mà về lịch sử, về tài chính, về tài sản, mọi thứ mình đều tốt hết thì lúc đó cơ hội đậu visa của các bạn sẽ được nhiều hơn luôn. Chứ các bạn đừng có nghĩ là một khi mình có tiền nhiều hay hoặc là mình làm chức vụ cao gì đó là mình sẽ đậu visa. Không phải như vậy đâu nha các bạn. Và có nhiều bạn thắc mắc là làm tổng giám đốc của công ty mà tại sao vẫn không đậu visa Mỹ. Và mình sẽ trả lời với lý do là vì đại sứ quán người ta sẽ xem xét về người đó, về tài chính có nhiều hay không, tài sản có đang sở hữu nhiều tài sản giá trị cao hay không nữa, và về lịch sử đi du lịch, người đó có đã đi du lịch nhiều hay chưa nữa, và về làm tổng giám đốc của một công ty lớn có vài trăm nhân viên hay chỉ là một công ty nhỏ có vài nhân viên thôi thì nó sẽ khác nhau nha các bạn. Chứ các bạn đừng có nghĩ là mình làm tổng giám đốc là mình sẽ đậu visa đâu nha. Không phải như vậy. Đại sứ quán người ta sẽ xem xét tùy theo trường hợp của mọi người nữa. Nếu như mà mọi thứ của các bạn đều tốt hết, như là về công việc nè, mức lương cao, về tài chính có nhiều, về tài sản mình có nhiều, và trước đây mình không có làm điều gì phạm pháp hay hoặc là trốn lại ở một nước nào đó để đi làm bất hợp pháp đó, và thêm nữa là những người thân, người quen của mình không có làm điều gì phạm pháp, và về tài chính, về tài sản, về công việc, nói chung là tất cả mọi thứ đều tốt hết, thì lúc đó cơ hội đậu visa của các bạn sẽ được nhiều hơn là như vậy. Và trước đây nếu bạn nào đã có visa Úc, visa Canada, visa Anh rồi thì lần này mình xin visa Mỹ, cơ hội đậu visa của mình sẽ dễ dàng hơn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem visa Mỹ của mình trước đây nha. Đây là visa lần thứ nhất mình đã xin năm 2017, và lúc đó người ta cấp cho mình một năm và được đi du lịch được nhiều lần trong một năm đó. Và sau khi hết hạn là người ta đóng một cái mộc có hàng chữ đen ở đây. Và visa Mỹ lần thứ hai của mình đây. Lần thứ hai mình xin đó là mình chỉ còn có vài tháng nữa là hết hạn visa Mỹ của mình trong năm 2020 này rồi. Ở trong đây thì có thông tin là bao gồm là đầy đủ họ tên, số hộ chiếu của mình và ngày cấp một năm của ngày mới thôi. Và mỗi một lần mà mình đi Mỹ đó là mình được quyền ở 6 tháng ở bên đó nha các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn đừng có ở lâu á nha. Các bạn mà đi du lịch đó là các bạn ở chừng 1-2 tuần trở lại thôi, để cho những lần sau đó người ta sẽ cấp gia hạn visa lại cho mình, hay là mình xin visa mới lại đó, lúc đó người ta mới cấp lại cho mình nha. Chứ còn mà các bạn ở lâu quá mà các bạn không có chứng minh được là trước đó mình đã đi đâu và mình đã làm gì đúng và sự thật đó, thì lần sau người ta sẽ không có gia hạn visa lại cho bạn, hay hoặc là không có cấp lại visa mới cho các bạn xin những lần sau đâu nha. Và những bạn nào mà mình có người thân, người quen cũng vậy. Nếu như mà các bạn có đi đó là mình ở cũng chừng 1-2 tháng thôi. Chứ các bạn mà ở lâu hơn đó là người ta sẽ nghi ngờ mình ở bên đó mình trốn lại, mình đi làm những việc bất hợp pháp đó nha, là cũng sẽ bị ảnh hưởng cho lần xin gia hạn visa của lần sau, hay hoặc là xin visa mới lại. Cho nên là các bạn nên lưu ý, nếu như mà những bạn nào mà mình muốn đi một lần rồi thôi đó, thì các bạn có thể ở 6 tháng rồi sau đó mình không cần qua đó nữa thì cũng được. Nhưng mà mình khuyên các bạn là đừng có nên làm như vậy, tại vì nó sẽ bị ảnh hưởng
cho những lần sau mình xin gia hạn visa lại hay là mình xin visa mới lại đó, nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Cho nên các bạn đừng có làm như vậy nha. Và những thông tin mình vừa nói xong, các bạn nào có thắc mắc có thể hỏi thêm mình và mình sẽ trả lời tất cả mọi thứ mình đã biết trước đây cho các bạn. Các bạn có thể hỏi thêm về cách đi du lịch Mỹ tự túc, đi như thế nào cho an toàn hay là đi những nơi nào tham quan cho đẹp thì các bạn có thể hỏi thêm mình. Vì trước đây mình đã đi hơn 15 thành phố lớn xinh đẹp ở bên Mỹ rồi thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ mình đã biết cho các bạn để các bạn chuẩn bị hành trang đi du lịch Mỹ của mình trong tương lai được tốt đẹp hơn nha. Và mình chúc những bạn nào chuẩn bị xin visa Mỹ hay là gia hạn visa lại đều thành công tốt đẹp nha. Và mình mong những bạn nào chưa có đăng ký kênh Lan Holiday hãy đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều video mới trong tương lai gần và xem thêm nhiều video mình đã đưa lên. Mình có chia sẻ về cách xin visa UK 6 tháng của mình trước đây, cách xin visa Canada 10 năm, cách xin visa châu Âu mình được 2 lần là 2 năm, cách xin visa Úc 3 năm và mình có chia sẻ thêm về có visa Mỹ, visa Úc, visa Canada mà tại sao không được nhập cảnh và thêm nhiều video khác nữa. Mình đã đi tham quan nhiều nước khác xinh đẹp trên thế giới, có thể vào đó xem để tham khảo thêm nha. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe sự chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn. Bye bye. Thank you.